Xin chào các em. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ tiếp tục đi chữa cho các em ở dạng 1 với bài số 9 đến bài số 13. Bài số 9, điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vào ô trống. Chúng ta có câu A. 23 cộng với 28 và 29 cộng với 32 và chúng ta thực hiện với trái. 23 cộng với 28 trước này. 3 cộng 8 thì bằng 11, viết 1 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4 thêm 1 thì bằng 5 và chúng ta có vế trái bằng 51. Vế phải của chúng ta 29 cộng với 32. 9 cộng 2 11 viết 1 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5 thêm 1 thì bằng 6. Và chúng ta dễ dàng thấy rằng 51 sẽ phải nhỏ hơn 61. Vậy câu A chúng ta điền dấu nhỏ hơn. Câu B tương tự, chúng ta thực hiện 33 cộng với 49. 3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 3 cộng 4 bằng 7, thêm 1 thì bằng 8, chúng ta được kết quả 82. 58 cộng với 24, 8 cộng 4 12, viết 2 nhớ 1, 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 thì bằng 8. Vậy chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ điền dấu bằng, vậy câu B chúng ta điền dấu bằng. Câu C chúng ta thực hiện 36 cộng với 28, Chúng ta có 6 cộng 8 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6. Chúng ta được kết quả 64. Bên vế phải chúng ta có 28 cộng với 39. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 thì bằng bằng 6. Chúng ta dễ dàng thấy 64 sẽ nhỏ hơn 67. Vậy câu C chúng ta điền dấu nhỏ hơn. Câu D, 18 cộng với 35 cộng với 29 Chúng ta thực hiện ra ngoài nháp 18 cộng 35 trước 8 cộng 5 bằng 13 Viết 3 nhớ 1 1 cộng 3 bằng 4 Thêm 1 thì bằng 5 Và Chúng ta để kết quả 53 Sau đó chúng ta thực hiện 53 cộng với 29 này. 3 cộng 9 bằng 12 Viết 2 nhớ 1 5 cộng 2 bằng 7 Thêm 1 thì bằng 8 Và chúng ta để kết quả 82. Ở vế phải chúng ta thực hiện 29 cộng với 14. 9 cộng 4 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 thì bằng 4. Sau đó chúng ta thực hiện 43 cộng với 39. 3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 thì bằng 8. Vậy chúng ta thấy rằng vế trái bằng vế phải chúng ta điền dấu bằng. Trong ý E chúng ta thực hiện tương tự như ý D. 38 cộng 16 trước. 8 cộng 6 bằng 14, viết 4, nhớ 1, 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 thì bằng 5. Sau đó chúng ta thực hiện 54 cộng với 29, chúng ta có 4 cộng 9 bằng 13, viết 3, nhớ 1, 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 thì bằng 8, chúng ta đã kết quả 83. Ở vế phải chúng ta thực hiện 27 cộng với 22, 7 cộng 2 bằng 9, 2 cộng 2 bằng 4, chúng ta thực hiện 49 cộng với 29. 9 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1, 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 thì bằng 7. Vậy chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn ở đây. Chúng ta sang ý 48 cộng với 21. 8 cộng 1 thì bằng bằng 9, 4 cộng 2 bằng 6, chúng ta thực hiện 69 cộng với 38. 9 cộng 8 thì bằng 17, viết 7 nhớ 1, 6 cộng 3 bằng 9, thêm 1 thì bằng 10, chúng ta được 107. Ở vế phải chúng ta thực hiện 29 cộng với 21, 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 thì bằng 5, chúng ta được kết quả 50. 50 cộng với 49, 0 cộng 9 bằng 9, 5 cộng 4 bằng 9, vậy chúng ta điền dấu lớn hơn ở đây. Như vậy chúng ta đã vừa nhanh chóng hoàn thiện xong bài tập số 9. Chúng ta sang tiếp bài số 10. Đề bài yêu cầu điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vào ô trống. Chúng ta có các câu. Câu A, chúng ta thực hiện 78 trừ đi 29 trước. 8 không trừ được cho 9 và chúng ta thực hiện 18 trừ 9 thì còn 9. Trả 1 sang 2 được 3, 7 trừ đi 3 thì còn 4. Vậy vế trái bằng 49. Vế phải chúng ta thực hiện 65 trừ đi 18. 5 không trừ được cho 8 vậy chúng ta thực hiện 15 trừ 8 thì còn còn 7. Trả 1 sang 1 được 2, 6 trừ đi 2 thì còn 6 trừ 2 còn 4. Như vậy 49 sẽ phải lớn hơn 47 Vậy chúng ta điền dấu lớn hơn ở đây Câu B chúng ta thực hiện 62 trừ đi 45 2 không trừ được cho 5 Vậy chúng ta thực hiện 12 trừ 5 được 7 Trả 1 sang 4 được 5 6 trừ 5 còn 1 Vế phải 88 trừ đi 79 8 không trừ được cho 8 không trừ được cho 9 và chúng ta 18 trừ đi 9 thì còn còn 9. Trả 1 sang 7 được 8, 8 trừ 8 thì còn 0. Như vậy 17 lớn hơn 9. Chúng ta điền dấu lớn hơn ở đây. Với câu C, chúng ta thực hiện 57 trừ đi 18. 7 không trừ được cho 8, 17 trừ 8 thì còn 9. Trả 1 sang 1 được 2, 5 trừ đi 2 thì còn còn 3. Vậy về trái bằng 39. Vế phải 64 trừ đi 20 năm 4 không trừ được cho 5 Chúng ta thực hiện 14 trừ 5 Thì còn còn 9 Trả 1 sang 2 được 3 6 trừ 3 thì còn còn 3 Vậy 39 sẽ bằng 39 Vậy câu C chúng ta điền dấu bằng Với câu D chúng ta thực hiện tương tự Chúng ta thực hiện vế trái 30 năm trừ đi 27 trước 5 không trừ được cho 7 chúng ta thực hiện 10 trừ 7 thì còn còn 8 trả 1 sang 2 được 3 3 trừ 3 thì còn 0 sau đó chúng ta thực hiện 8 cộng với 39 8 cộng 9 17 viết 7 nhớ 1 0 cộng 3 bằng 3 thêm 1 thì bằng bằng 4 vậy chúng ta được kết quả 47 ở vế phải chúng ta thực hiện 47 cộng với 24 7 cộng 4 bằng 11 viết 1 Nhớ 1, 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 thì bằng 7. Sau đó thực hiện 71 trừ đi 19. 1 không trừ được cho 9, chúng ta thực hiện 11 trừ 9 thì còn 2. Trả 1 sang 1 được 2, 7 trừ 2 thì còn 5. Vậy 47 sẽ phải nhỏ hơn 52. Vậy câu D chúng ta điền dấu nhỏ hơn. Với câu E, chúng ta thực hiện vế trái trước. Chúng ta thực hiện 66 trừ đi 28. 6 không trừ được cho 8, chúng ta thực hiện 16 trừ đi 8 thì còn còn 8. Trả 1 sang 2 được 3, 6 trừ đi 3 thì còn 3. Sau đó thực hiện 38 trừ đi 25. 8 trừ 5 thì còn còn 3. 3 trừ 2 thì còn 1. Vậy vế trái bằng 13. Vế phải chúng ta thực hiện 58 cộng với 23. 8 cộng 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7 thêm 1 thì bằng 8. Sau đó chúng ta thực hiện 81 trừ đi 68. 1 không trừ được cho 8 vậy 11 trừ 8 thì còn còn 3. Trả 1 sang 6 được 7, 8 trừ 7 thì còn 1. Như vậy vế trái bằng vế phải và bằng 13. Vậy câu E chúng ta điền dấu bằng. Câu G chúng ta sang vế trái trước. 22 cộng với 59 2 cộng 9 thì bằng 11 viết 1 nhớ 1 5 cộng 2 bằng 7 thêm 1 thì bằng 8 sau đó thực hiện 81 trừ đi 64 1 không trừ được cho 4 11 trừ 4 thì còn 7 trả 1 sang 6 được 7 8 trừ 7 thì còn 1 ở vế phải 88 trừ đi 19 8 không trừ được cho 9 vậy thì 18 trừ 9 còn 9 trả 1 x 1 được 2 8 trừ đi 2 thì còn 6 và chúng ta có 69 tiếp tục trừ đi 48 9 chứ 8 thì còn 1 6 chứ 4 thì còn 2 vậy thì 17 sẽ phải nhỏ hơn 21 vậy câu G chúng ta điền dấu nhỏ hơn như vậy chúng ta đã vừa nhanh chóng hoàn thiện xong bài tập số 10 chúng ta sang bài số 11 đây bài yêu cầu tính câu A chúng ta sẽ thực hiện 54 trừ đi 36 ra ngoài nháp trước. 4 không trừ được cho 6, vậy chúng ta thực hiện 14 trừ đi 6 thì còn còn 8. Trả 1 sang 3 được 4, 5 trừ 4 thì còn 1, vậy chúng ta sẽ còn 18 cộng với 42. Sau đó chúng ta thực hiện 18 cộng 42. 8 cộng 2 bằng 10, viết không nhớ 1. 1 cộng 4 bằng 5, thêm 1 thì bằng 6, vậy chúng ta được kết quả 60 trên đơn vị toàn sau nữa. Ở câu B, 74 kg trừ đi 57 kg trừ đi 9 kg. Vậy bước đầu tiên chúng ta thực hiện 74 kg trừ đi 57 kg trước. 74 trừ đi 57. 4 không trừ được cho 7 vậy chúng ta thực hiện 14 trừ đi 7 thì con con 7 đúng rồi. Trả 1 sang 5 được 6, 7 trừ 6 thì con còn 1 vậy chúng ta được kết quả 17 kg trừ đi 9 kg vậy chúng ta có 17 trừ 9 thì còn 8 vậy kết quả bằng 8 kg như vậy chúng ta cũng đã nhanh chóng hoàn thiện xong bài tập số 11 chúng ta sang tiếp bài số 12 câu A 85 kg trừ đi 28 kg trừ đi 39 kg vậy bước đầu tiên chúng ta thực hiện 85 trừ đi 28 5 không trừ được cho 8, vậy 15 trừ 8 còn 7. Trả 1 sang 2 được 3, 8 trừ 3 thì còn 5. Vậy chúng ta được kết quả 57 kg trừ đi 39 kg. Sau đó chúng ta thực hiện 57 trừ đi 39. 7 không trừ được cho 9, 17 trừ 9 còn, còn 8. Trả 1 sang 3 được 4, 5 trừ 4 thì còn 1. Vậy kết quả của chúng ta bằng 18 kg. Câu B chúng ta thực hiện 39 cộng với 56 trước. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 nhớ 1, 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 thì bằng bằng 9 và chúng ta được kết quả 95 cm trừ đi 27 cm. Chúng ta thực hiện ra ngoài nháp 95 trừ đi 27. 5 không trừ được cho 7, vậy thì 15 trừ 7 còn còn 8. Trả 1 sang 2 được 3, 9 trừ 3 thì còn 6. Vậy kết quả của chúng ta bằng 68 đơn vị cm. Như vậy chúng ta cũng đã nhanh chóng hoàn thiện xong bài tập số 12 cũng tương tự như bài tập số 11. Chúng ta sang bài số 13, đề bài yêu cầu tính thì cách trình bày tương tự như bài số 11 và bài số 12. Bước đầu tiên chúng ta thực hiện 100 trừ đi 58 trước. 0 không trừ được cho 8, chúng ta thực hiện 10 chứ 8 thì còn còn 2, trả 1 sang 5 được 6, 0 không trừ được cho 6, chúng ta thực hiện 10 chứ 6 thì còn 4, trả 1 sang 0 được 1, 1 chứ 1 thì còn 0. Như vậy chúng ta có kết quả bằng 42 dm trừ đi 26 dm. 42 trừ đi 26, 20 trừ được cho 6, chúng ta thực hiện 12 chứ 6 thì còn 6.

0 không trừ cho 7, 10 trừ 7 thì còn còn 3. Trả 1 sang 2 được 3, 0 không trừ được cho 3, 10 trừ 3 thì còn 7. Trả 1 sang 0 được 1, 1 trừ 1 thì còn 0. Như vậy chúng ta được kết quả 100 kg trừ đi 27 kg và chúng ta được kết quả bằng 73 kg. Như vậy chúng ta cũng đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 3 cũng chính là bài tập cuối cùng của dạng số 1. Hẹn gặp các em ở trong video tiếp theo. Xin chào. Các em xem xong video của thầy nhớ ấn nút đăng ký ở phía dưới màn hình để chúng ta có thể nhận được những bài học tiếp theo ở trong chương trình